Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp chúng ta cùng nhau thực hiện làm món nấm kim châm cuộn rong biển sốt chua ngọt. Một cách làm rất là đơn giản nhưng thật là ngon. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nha. Để làm món nấm kim châm cuốn rong biển thì chúng ta cần có những bịch nấm kim châm. Ngày hôm nay thì Thông sử dụng 3 bịch nấm kim châm và mỗi một bịch như vậy nó có trọng lượng là 100 gram. Đây là những lá rong biển để mình cuốn nấm kim châm. Ở đây Thông có hai loại, một loại là đã cắt ra làm đôi và một loại là nguyên bản, thì tùy theo một chút xíu nữa mình cắt nấm mình thấy nó to thì mình sử dụng cái nguyên bản, mà mình thấy nó nhỏ thì mình sẽ sử dụng cái loại cắt sẵn rồi. Ngoài ra thì Thông cần có một củ hành tây, gừng, ớt Thông vừa mới hái ngoài vườn và một ít hành hương Thông cũng vừa mới hái ở ngoài vườn vào. Cả nhà không ăn được hành tây thì chúng ta có thể sử dụng hành bo rê cũng được nhé. Rồi bây giờ thì Thông sẽ cắt những bịch nấm kim châm này và đem đi rửa sạch. Nấm kim châm Thông đã cắt và rửa qua cho nó sạch rồi. Bây giờ thì mình sẽ chia nó ra làm đôi. Mỗi một bịch nấm kim châm thì Thông sẽ chia nó ra làm đôi như thế này. Và cái phần làm đôi đó cả nhà lại chia nó ra làm đôi nữa. Và chúng ta khi cuốn là chúng ta sẽ trở đầu như vậy để cho nó đều nhau nha cả nhà. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau cắt nấm kim châm và lấy lá rong biển để cuộn nó vào. Thông sẽ sử dụng đầu tiên là cái lá rong biển đã cắt làm đôi. Mình cuốn nó vào. Và cả nhà nhớ là chúng ta phải cuốn cho chặt tay nha. Chúng ta phải cuốn cho nó chặt tay vào. Rồi, bây giờ mình cuốn nó vào. Cuốn thật là chặt tay. Cái phần ở trên này nó khô thì chúng ta sẽ sử dụng một chút xíu nước chúng ta bôi vào. Đây cả nhà ơi, Thông đã cuốn xong được một cái nấm kim châm đã cuộn rong biển rồi. Và chúng ta cứ như thế chúng ta làm hết chỗ nấm này nhé. Sau khi mình đã cuộn nấm kim châm vào trong những miếng rong biển rồi thì bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Cả nhà đừng có cắt nó nhỏ quá. Khi mà cắt nhỏ quá đó, mình chiên là nó sẽ lòi cái nấm kim châm ra ngoài nha. Một cái cây như vậy Thông chỉ cắt nó ra làm 3 thôi, chia nó ra làm 3 phần. Đừng nhỏ quá, như vậy là được này này cả nhà. Rồi, cứ như thế chúng ta cắt hết cái chỗ nấm kim châm này ra. Sau khi đã cắt xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bột bắp để áo qua một lớp. Đây là gói bột bắp ở bên châu Âu, ở bên Đức. Thì Thông sẽ lấy một cái đĩa, Thông sẽ múc bột bắp vào trong cái đĩa và mình sẽ áo nó qua một lớp nha. Mình sẽ áo qua một lớp như vậy để cho bột bắp nó bọc cái miếng nấm kim châm của mình. Cứ như vậy chúng ta bọc hết tất cả những miếng nấm kim châm đã bọc rong biển và chúng ta sẽ đem đi chiên. Nấm kim châm bọc rong biển Thông đã áo một lớp bột bắp bên ngoài rồi. Và bây giờ thì Thông sẽ đặt một cái chảo lên trên bếp.
Đợi cho dầu nóng thì chúng ta sẽ gắp những miếng nấm kim châm bọc bột bắp cho vào chiên. Chúng ta sẽ chiên cho nó vàng đều hết bên ngoài. Cả nhà nhớ chỉnh lửa, đừng để cho nó bị cháy nhé. Và sau khi đó cái mặt nấm bên kia nó đã vàng hoặc là nó đã khô rồi thì chúng ta sẽ lật mặt. Khi chúng ta thấy mặt bên kia nó đã khô và nó đã vàng như thế này rồi thì chúng ta sẽ lật mặt lại. Và như vậy cả nhà cứ chiên cho thông hết cái chỗ này nó thật là vàng đều. Chúng ta sẽ chiên cho khi nào mình thấy những cái miếng nấm kim châm của mình nó vàng đều như thế này á, thì mình sẽ gắp ra ngoài. Chúng ta sẽ cắt hành tây và cắt gừng. Gừng thì cả nhà sẽ cắt sợi cho thông. Chúng ta không nên gọt hết vỏ là tại vì gừng có tính dương và cái vỏ của nó là có tính âm. Mình phải để vỏ như thế này để cho âm dương nó cân bằng nhé. Rồi chúng ta cũng cắt ra. Ớt thì chúng ta cũng cắt lát. Vì cái ớt này nó cay lắm cả nhà, cho nên là thông chỉ lấy vài miếng làm màu cho nó đẹp thôi, nó cay lắm. Rồi, hành lá thì mình cũng cắt ra luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ xên cái sốt để trộn với nấm kim châm cuộn rong biển nhé. Và để làm sốt thì Thông cần có nước tương. Đây là nước sốt để chấm chả giò đó, nó hơi ngọt ngọt, cay cay, thơm thơm. Thông sẽ cho vào để cho nó sệt sệt. Ngoài ra thì cả nhà có thể sử dụng nước tương cùng với đường được nhé. Rồi bây giờ thì cái chảo dầu hồi nãy Thông chiên á, Thông sẽ cho một chút xíu dầu ăn vào. Sau đấy Thông sẽ cho hành vào. Mình xào cho hành thơm lên. Sau đấy Thông sẽ cho nước tương vào. Thông sẽ cho một muỗng canh nước tương. Cùng với một muỗng canh nước sốt. Mình trộn đều lên. Và sau đấy thì cả nhà nêm nếm cho Thông xem cái độ mặn và độ ngọt đã đủ chưa. Nếu mà thiếu mặn thì mình cho thêm nước tương, còn thiếu ngọt thì mình có thể cho thêm đường hoặc là cho thêm cái nước này là cái nước chili saucer nha cả nhà. Đây là cái nước ngọt để chấm chả giò này. Đó. Mình sẽ trộn lên, mình nêm thử coi nó đã đủ cái độ mặn ngọt chưa. Thông sẽ cho thêm vào đây một muỗng cà phê đường. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trộn cho cái nước sốt này nó đều nhau. Tiếp đến thì Thông sẽ cho gừng và ớt vào. Vài lát ớt cho nó đẹp, chứ không cay lắm. Rồi, mình bật bếp lên. Mình đảo cho nó sôi lên thì mình sẽ cho cái đĩa nấm kim châm cuộn rong biển bọc lớp bột áo, bột bắp. Và chiên giòn đấy, mình sẽ cho vào mình đảo lên là xong, nhanh lắm cả nhà. Sau đấy thì mình cho hành lá vào nữa là xong. Sau khi mà mình cho gừng và ớt vào rồi đó thì mình đợi cho nó sôi bùng lên. Mình sẽ cho cái đĩa nấm kim châm bọc rong biển vào mình đảo lên một cái là xong và mình rắc tiêu và hành lá. Thông làm rất là nhanh phải không ạ? Rồi, mình đọt bỏ vào. Mình đảo đều lên.
Thơm lắm cả nhà ơi, rất là thơm. Thông sẽ cho hành lá vào. Và rắc tiêu vào. Sau đấy mình tắt bếp đi. Đảo đều và nhắc ra ngoài. Cả nhà ơi, hồi nãy Thông có chia sẻ với cả nhà là chúng ta phải cắt những cái miếng nấm kim châm bọc rong biển to to một tí. Là vì sao? Khi mà chúng ta chiên á, là cái lá rong biển nó thu lại thì nó dễ làm cái nấm kim châm rớt ra ngoài. Lần trước Thông làm đó, nó bể tùm lum hết, cho nên là lần này Thông kinh nghiệm, Thông chia sẻ với cả nhà là chúng ta cắt cho nó hơi to to một tí. Thì khi chúng ta chiên, cái lá rong biển nó xe lại, nó co lại là cái miếng nấm của chúng ta nhìn cũng vừa. Than than, cả nhà ơi, món nấm kim châm cuộn rong biển sốt chua ngọt Thông đã làm xong rồi đây. Và bây giờ thì Thông xin phép cả nhà cho Thông nếm thử một miếng nha. Xem là cái độ ngon của nó như thế nào nha. Rồi, bây giờ Thông xin phép cả nhà cho Thông nếm thử một miếng nè. Wow, cái này mà ăn với cơm thì thôi rồi Lượm ơi. Ngon quá cả nhà ơi. Rất là ngon, rất là tuyệt vời. Và Thông hy vọng cả nhà sẽ thành công với món ăn này nha. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và để ủng hộ kênh YouTube của Thông thì xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!